cà phê là hương vị không bao giờ lỗi mốt và luôn có sẵn trong các quán cà phê siêu thị nhưng các loại cà phê đều được pha chế theo nhiều cách khác nhau để trở nên thơm ngon nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn Uống cà phê đúng cách giúp lượng đường trong máu tốt hơn, bảo vệ cơ thể chống lại nguy cơ suy tim, đột quỵ, giảm nguy cơ phát triển ung thư ruột kết, bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer, làm giảm nguy cơ trầm cảm, hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường mức năng lượng và giúp chúng ta sống lâu hơn. Các chất chống oxy hóa trong cà phê có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ức chế protein, từ đó làm giảm lão hóa da thực phẩm bổ sung vào ly cà phê giúp món đồ uống thêm hấp dẫn và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn chính là bột quế quế là một loại gia vị tự nhiên rất phổ biến và còn là gia vị tốt cho sức khỏe của chúng ta một nửa thiều quế mỗi ngày giúp cải thiện lượng đường trong máu giảm cholesterol và chigiri giống như cà phê ở dạng nguyên bản quế đem lại nhiều lợi ích sức khỏe bao gồm giảm lượng đường trong máu phòng chống bệnh tim mạch Kết hợp quế vào ly cà phê buổi sáng sẽ tăng cường gấp đôi hiệu quả phòng chống bệnh mãn tính. Bốn kiểu uống cà phê nên tránh xa sẽ làm rút ngắn tuổi thọ của chúng ta. 1. Uống quá nhiều cà phê trong một ngày, uống nhiều hơn 4 tách cà phê mỗi ngày có những tác động tiêu cực đến tuổi thọ của một người, cũng có nghĩa là uống 28 cốc mỗi tuần tốt cho sức khỏe, nhưng uống nhiều hơn mức đó sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực cho tuổi thọ. 2. Uống cà phê có nhiều đường, kem, sữa. Chúng ta vẫn thường cho thêm đường, các sản phẩm kem sữa chứa chất bảo quản, chất phụ da. Ngay cả những chất thay thế đường cũng có thể chứa các chất phụ da có hại. Chất làm ngọt nhân tạo thực sự có thể dẫn đến tăng cân, nguy cơ mắc các bệnh mãn tính tăng. Do đó, nếu muốn uống cà phê để cơ thể nhận được nhiều lợi ích sức khỏe, chúng ta nên bỏ đường, bỏ lớp kem sữa che phủ. Thay vào đó, nên sử dụng những loại gia vị như quế. 3. Quá chú trọng đến việc bổ sung caffeine. Caffeine thực sự có thể giúp kéo dài tuổi thọ, cải thiện sức khỏe và trì hoãn các bệnh liên quan đến tuổi tác, nhưng không phải cứ càng bổ sung nhiều thì càng tốt, việc tiêu thụ hơn 100 mg caffeine mỗi ngày có thể gây ra những tác động tiêu cực đến cơ thể, bao gồm tăng lo lắng, mất ngủ và các vấn đề về tiêu hóa. 4. Không bao giờ uống cà phê Uống cà phê thường xuyên và đúng cách đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có cả việc tăng tuổi thọ. Những người uống cà phê có nguy cơ tử vong thấp hơn 10 đến 15% so với những người kiêng dùng loại đồ uống này. Nên uống cà phê trong phạm vi giới hạn để sức khỏe luôn ổn định.